chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Mục sở thị chém hà EZR6 2020 ra mắt cái phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm, nhưng không phải ai cũng có thể sổ được. Ngoài việc ra mắt cái phiên bản hẹn nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra đời, các chiếc Yamaha EZR6 2020 còn đặc biệt hơn. Mặc dù các bạn có đủ tiền mua xe, nhưng vẫn chưa chắc các bạn có may mắn để sở được cái phiên bản đặc biệt này. Mới đây, hãng xe danh tiếng từ cái xứ Phù Tang, Yamaha đã chính thức giới thiệu ra một cái phiên bản đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra đời của cái chiếc bốc bài Yamaha EZR6 với những khách hàng trong nước ở thị trường là ở tại các trường đua Sugo. Các chiếc Yamaha EZR6 2020, cái bản đặc biệt kỷ niệm sinh nhật chủ đề 20 năm, sẽ có mức giá niêm yết khoảng 1,56 triệu yên, tương ứng gần là 320 triệu Việt Nam đồng. Cái phiên bản đặc biệt của chiếc Yamaha EZR6 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra đời được chế tạo dưới cái sự hợp tác của Yamaha và nhà độ GK Dynamics. Ở mặt ngoại thất, những mẫu xe này đặc biệt sẽ không có bất kỳ cái sự thay đổi nào về mặt thiết kế so với phiên bản R6 thông thường. Tuy nhiên, cái sự thay đổi chính nằm ở cái bộ cánh của cái chiếc xe này. Cụ thể, GK Dynamics đã thiết kế riêng cho cái chiếc Yamaha EZR6 cái bản đặc biệt, cái phần dàn áo hoàn toàn mới với cái màu đỏ kẻ trắng nó bật. Điều này gợi nhớ với người đàn anh EZR6 cái đời là 1999. Và đây là cận cảnh cái bộ đèn chiếu sáng 2 tầng, cái công nghệ dàn LED với cái bóng định vị ở phía trên và cái bóng chiếu sáng chính ở phía dưới của Yamaha EZR6. Yamaha trang bị cho cái chiếc R6 2010 cái bản đặc biệt này rất nhiều tóc tình thú vị, như một cái bộ mâm 5 chấu sơn đen là khá đơn giản. Cái cặp giảm sóc hành trình ngược upside down của cây Yamaha với cái đường kính là 43mm cùng hệ thống cái phanh đĩa 320mm kết hợp với cụm phanh 4X hiệu suất cao, hệ thống kiểm soát lực kéo 6 chế độ cùng với hệ thống DMOS giống với ngựa đàn anh lớn là EZR1. Đây là logo kỷ niệm cái bảng là 20 năm đi cùng với cái dòng chữ thiết kế của GK Dynamics. Cái phần đuôi của chiếc R6 cái bản đặc biệt này vẫn giữ nguyên các đường nét thiết kế cứng cáp gọn gàng của cái phiên bản tiêu chuẩn với cụm đèn hậu đặt dọc cân đối. Cái biển số được gắn cùng với cái trục đuôi với cái đèn xi nhan. Ngoài ra, thêm nhãn sức, cái bộ khung sau của cái chiếc R6 này được làm từ ma nhê giúp tăng khả năng cứng vững và giảm cái trọng lượng so với kim loại thông thường. Cái điểm đặc biệt thú vị trên chiếc Yamaha EZR6 2020 cái bản kỷ niệm 20 năm chính là việc không phải ai cũng có thể sở hữu cái chiếc này, mặc dù bạn có rất là nhiều tiền. Lý do của việc này là bởi cái chiếc R6 cái bản kỷ niệm 20 năm tuổi, ngoài việc có trong tay là 1,56 triệu yên Nhật, tương ứng là 320 triệu Việt Nam đồng, khách hàng mua xe phải được bốc thăm. Chỉ những người may mắn nhất mới có thể sở hữu tuyệt phẩm này với cái số lượng sản xuất giới hạn. Về mặt truyền động thì cái chiếc Yamaha EZR6 được trang bị cho mình cái động cơ lực 4 thanh thẳng hàng 599cc làm mát bằng dung dịch DOC cho cái công suất đa 117 mã lực, đi cùng hộp số 6 cấp liên hợp chống trượt, hệ thống đa điện tử với cái chip điều khiển cái cổ phúc quay AI hiện đại. Cảm ơn các bạn khi đã đến đây để trực tiếp nhớ like, subscribe.